Hà Nội triển khai giải pháp giảm qua đời vì Covid-19 Ca nhiễm tăng, Hà Nội gấp rút tiêm mũi 3 Không tiêm vaccine, mắc Covid-19 có nguy cơ trở nặng cao gấp 60 lần Ninh Bình có 17 ổ dịch Covid-19 ở hầu khắp các huyện, thành phố Ứng ừ phó thế nào khi có ca nhiễm Omicron đầu tiên ở Hà Nội? Đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Ngày hôm qua, Hà Nội ghi nhận 1.948 ca COVID-19, gần chạm mốc 2.000 ca trong ngày. Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm qua đời do COVID-19. Đến hết ngày 26 tháng 12, tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Hà Nội là 20.154 người, trong đó hơn 10.000 người điều trị tại nhà, hơn 5.000 người điều trị tại các quận huyện, còn lại điều trị tại các bệnh viện trung ương và Hà Nội. Thành phố Hà Nội cũng ghi nhận 109 người qua đời do COVID-19 tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay. Sở Y tế Hà Nội đề nghị với các ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định nhiễm COVID-19 cần được phân loại đánh giá nguy cơ, chẩn đoán, đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồng, chuyển tiếp tiếp nhận, điều trị kịp thời. Các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 phải sẵn sàng điều trị hai tầng để xử trí cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 chuyển nặng. Bệnh viện không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân nặng, nguy kịch, đảm bảo người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh gần nhất, đồng thời cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân, ra soát lại cơ sở hạ tầng, hệ thống oxy y tế cho người bệnh từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện theo phân tầng điều trị. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Sở Y tế Hà Nội cho biết hơn một tuần gần đây, Hà Nội liên tục ghi nhận từ trên 1.500 ca mắc mới mỗi ngày và dẫn đầu cả nước về số ca mắc. Đã có 109 người qua đời do COVID-19 trong đợt dịch thứ tư. So với cả nước, tỷ lệ qua đời tại Hà Nội khoảng 0,3%, không cao so với trung bình cả nước là 1,9%, nhưng cũng cần có biện pháp kéo giảm. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, Đại học Y Hà Nội, cho biết thời điểm này, bệnh viện đang duy trì điều trị trên 100 ca mắc COVID-19, trong đó có 40 bệnh nhân nặng và cả nguy kịch. Để giảm thiểu tình trạng bệnh nhân nhẹ vào viện, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã có thử nghiệm áp để theo dõi F0 điều trị tại nhà. Nhiều F0 khi vào viện hiện nay cần thở máy và đặt ống nội khí quản, hỗ trợ lọc máu. Tỷ lệ đáng kể trong nhóm này chưa được tiêm vaccine, có bệnh nền, đặc biệt là có những ca bệnh còn rất trẻ. Ông Hải cũng cho biết đối với những bệnh nhân nặng trên, tỷ lệ qua đời khá cao, bệnh viện đang nỗ lực dùng tất cả các biện pháp để điều trị tối đa nhất có thể. Về tình hình dịch bệnh chung tại Hà Nội, ông Hải đánh giá đa số các ca nhiễm hiện nay đều không có triệu chứng và có triệu chứng nhẹ. Trước câu hỏi, bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Đại học Y Hà Nội có tình trạng từ chối tiếp nhận điều trị bệnh nhân nặng không? Ông Hải khẳng định không có sự việc này. Chúng tôi không từ chối bệnh nhân nặng. Tuy nhiên các tuyến dưới muốn đưa bệnh nhân lên tầng 3 để điều trị thì phải thông báo trước để cơ sở tiếp nhận chuẩn bị giường và máy thở để bệnh nhân không phải chờ đợi. Trước tình trạng F0 tại Hà Nội có xu hướng chuyển nặng, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải cho biết Sở y tế thành phố cần theo dõi sát sao các bệnh nhân điều trị tại nhà bằng các kênh như qua phần mềm, đặc biệt là thường xuyên đo SPO2, huyết áp và cập nhiệt độ cho người bệnh. Đặc biệt là phải cung cấp đủ thuốc điều trị cho F0 tại nhà. Theo các chuyên gia y tế, hiệu quả bảo vệ của các loại vaccine phòng COVID-19 đang được sử dụng hiện nay tại Việt Nam nằm trong khoảng từ 78-94% đến 94% tùy loại. Hiệu quả này sẽ bị giảm dần theo thời gian, đặc biệt là người từ 65 tuổi trở lên. Vì vậy, việc tiêm vaccine mũi 3 là hết sức cần thiết nhằm tăng hiệu lực bảo vệ cơ thể, giúp cơ thể sản xuất đủ kháng thể chống lại virus COVID-19, nhất là trước những biến thể nguy hiểm như Delta hay Omicron. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu ngành y tế thành phố phải hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trước 31 tháng 1 năm 2022. Như vậy còn hơn một tháng để Hà Nội đạt mục tiêu phủ vaccine mũi 3 cho người dân, theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, trước thực tế kể trên, việc Hà Nội có đảm bảo đúng tiến độ tiêm mũi vaccine nhắc lại cho người dân hay không vẫn đang bỏ ngỏ. Theo một thống kê mới đây tại Anh cho thấy, những người không tiêm vaccine COVID-19 có thể trở thành một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất bởi đại dịch toàn cầu này. Thống kê được thực hiện tại Anh chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11, tỷ lệ người trong độ tuổi 60 đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 phải nhập viện cấp cứu chỉ là 0,6 trên 100.000 ca bệnh mỗi tuần. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm bệnh nhân cùng tuổi nhưng chưa tiêm vaccine lên đến 37,3 trên 100.000 ca mỗi tuần, cao gấp 60 lần. Thống kê được thực hiện ở độ tuổi 50 và 70 cũng cho thấy nguy cơ nhập viện cao hơn khoảng 30 lần giữa người chưa tiêm vaccine và đã tiêm đầy đủ mũi vaccine. Ở độ tuổi 30 và 40, tỷ lệ này là từ 10 đến 15 lần. Những người chưa tiêm vaccine COVID-19 đang tạo một áp lực lớn lên nơi điều trị, những bệnh nhân nặng, nguy kịch. Các bệnh nhân COVID-19 chưa tiêm vaccine tạo gánh nặng lớn cho đơn vị hồi sức tích cực. Nếu những người này tham gia trùng ngừa đầy đủ, họ có thể đã đón Giáng sinh bên gia đình thay vì đang ở đây một vấn đề đáng lo ngại khác là ngày càng có nhiều bệnh nhân chưa tiêm vaccine nhiễm biến thể Omicron nhập viện. Nghiên cứu được công bố mới đây cho thấy dấu hiệu tích cực. Omicron gây ra triệu chứng nhẹ hơn ở người nhiễm so với các biến thể SARS-CoV-2 khác. Báo cáo chính thức đầu tiên của Vương quốc Anh cũng chỉ ra rằng nguy cơ nhập viện của những người mắc biến thể Omicron thấp hơn từ 50-70% đến 70 so với Delta. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Chỉ trong vài ngày gần đây, số ca bệnh và ổ dịch trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tăng lên nhanh chóng, với nhiều ổ dịch phức tạp và nguy hiểm, nguy cơ bùng phát trong cộng đồng rất cao. Theo báo cáo của Sở Y tế Ninh Bình, trong ngày 27 tháng 12, số ca bệnh xác định mới ghi nhận lên đến 136 ca, đạt đỉnh kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện cho đến nay. Trong đó 105 trường hợp ghi nhận mắc tại cộng đồng ở huyện Kim Sơn, 12 trường hợp ghi nhận là các trường hợp mắc thứ phát tại cộng đồng ở các huyện Yên Mô 10 trường hợp, Kim Sơn 2 trường hợp. 19 trường hợp là các trường hợp mắc thứ phát và về từ vùng có yếu tố dịch tễ phức tạp, được cách ly tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Như vậy với việc ghi nhận thêm ổ dịch mới tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn với 105 ca bệnh, nâng tổng số ổ dịch toàn tỉnh đang hoạt động lên 17 ổ dịch tại 7 trên 8 huyện thành phố trong tỉnh với 424 ca bệnh. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp người từ các quốc gia đang có sự xuất hiện của biến thể Omicron đến Hà Nội bắt buộc phải thực hiện cách ly tập trung, bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc COVID-19 trước đó. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 310 về việc ứng phó với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, chủng Omicron trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch y tế quốc tế, đặc biệt yêu cầu hành khách nhập cảnh phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ khi nhập cảnh vào Việt Nam tăng cường kiểm soát giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính, triển khai khai báo y tế, việc khai báo y tế của hành khách nhập cảnh, đồng thời tăng cường giả soát các hành khách nhập cảnh có tiền sử đến về từ các quốc gia khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới như ở khu vực Nam Châu Phi, tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch đồng thời các chuyến bay xuất phát hoặc có hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện của biến thể Omicron thì bắt buộc thực hiện cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ các quốc gia này, bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc COVID-19 trước đó. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ. Để phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 với biến chủng Omicron, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị tổ chức các hoạt động theo dõi sức khỏe, tầm soát, sàng lọc tại cơ sở y tế trong cộng đồng, tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Đặc biệt các trường hợp có liên quan người nhập cảnh, đặc biệt tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh trái phép để tiến hành cách ly kiểm dịch, xét nghiệm theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các phòng xét nghiệm chủ động phát hiện sớm các trường hợp nhiễm biến thể Omicron bằng cách xem xét dấu hiệu thiếu gen S trong các mẫu xét nghiệm gen PCR dương tính với SARS-CoV-2 bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức nóng hổi khác về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới quý vị đừng vội chuyển kênh quỳnh anh sẽ quay trở lại ngay